Dạ, cây cảnh quy hoàng mến chào tất cả các cô chú anh chị đang xem kênh LTK Bonsai trên mọi miền tổ quốc ạ. Hôm nay cây cảnh quy hoàng nhà em có khoảng 10 mặt hàng để giao lưu với quý cô chú anh chị ạ. Như là ổi nè, rồi khế, cần thăng, sâm trái, mai chiếu thủy, linh sam hết cô chú anh chị. Bữa nay có được cây sọp với cây bằng lăng lớn nữa ạ. Em thì ở quốc lộ 91 khu vực Thới Chinh, phường Phước Thới, quận Hóc Môn, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của em là 0939081082. Số đó em có xài Zalo nữa cô chú anh chị, kết bạn mua cây ủng hộ em rất là cảm ơn ạ. Dạ, mã này là mã 0 hả quý cô chú anh chị. Đây là một cây ổi xẻ ạ. Cây rất là lớn luôn ha. Cây này là cho trái rất là nhiều hả cô chú anh chị. Tụi em lặt trái bớt á để đệm lại thêm nước dây cho nó đẹp ha. Rồi để em đo thông số ạ. Cây thuần chậu rồi ạ. Rồi, cây có chiều cao lên tới đây là được khoảng 87 ạ. Còn trái. Cây có tán dài khoảng 92 ạ. Đây. Form tàn rất là ấm nè hả cô chú anh chị. Đây. Đây là ổi xẻ ha, ổi xẻ thì cho trái nhỏ nhỏ giống như ổi tàu vậy hả cô chú anh chị. Đây, ăn cũng rất là thơm. Đây, đây là ruột hồng ạ. Đây, đây là trái ổi xẻ hả cô chú anh chị. Cây rất là già, cây gốc cành lớn lắm hả cô chú anh chị. Cây này mà khi em ship á là tụi em phải đóng nguyên một cái kiện rất là lớn ạ. Này, rồi để em đo hoành thân của cây ạ. Cây có hoành thân là 56 hả cô chú anh chị. Này. Ship trên đây chắc lớn hơn á. Rồi trên đây là được 67 ạ. Rồi. Gốc cành rất là già hả cô chú anh chị. Cây liền lạc hết, không có thẹo một gì hết ạ. Cây này về mình trồng có khả năng là sẽ còn đế á. Tụi em lắp lờ đừng cho cây nó khỏe ha. Cây thì nó thuần chậu hết ạ. Đây là mã số 0, một cây ổi xẻ. Em bao ship toàn quốc với giá là 5,9 triệu nhé cô chú anh chị. Đây. Khi ship thì tụi em không có ship chậu ạ. Đây. Cái nào cô chú anh chị không gõ thì có thể liên hệ số điện thoại em để em hỗ trợ chụp hình cho mình ha. Rồi em xuống cây ạ. Này khiên tiếp cho. Dạ tiếp theo bữa nay là mã A hả cô chú anh chị. Đây đây là mã A1 ạ. Cây này là cây sọp ạ. Dáng hình thú ha, dáng này là dáng lông ạ. Nhìn rất là quái cây ha. Rồi để em đo thông số ạ. Cây có chiều cao lên mặt cắt ở đây thì được khoảng 55 mà lên tới chót ở đây thì được khoảng 85 hả cô chú anh chị. Đây, cái tán dài thì được khoảng 70 ạ. Đây là cây sọp ha. Cây này á cô chú anh chị về á lặt lá đi, lá nó già hết rồi nè, nó ra lá non á, búp búp đỏ đỏ nhìn rất là đẹp ạ. Đây. Nhanh búng tược lắm ạ. Để em đo cái hoành thân của cây ạ. Hoành thân của cây em đo ngay chỗ này hả cô chú anh chị. Ngay chỗ này thì được khoảng 30 ạ. Đây, cây nhìn rất là quái ạ. Cái chỗ này nó bị chóc da, tụi em đã xử lý hết rồi hả cô chú anh chị. Đây, cây sọp ạ. Này dây về cô chú anh chị tháo ra cũng được nữa ạ. Rồi, dạ mã này là mã A1 ha. Em bao ship toàn quốc với giá là 2 triệu đồng ha. Khi ship á, thì tụi em bó bầu rồi hả cô chú anh chị. Cây nó thuần chậu hết à. Cái chậu này rất là nặng luôn, em không có thể nào mà ship được luôn á. Cái này về mình chơi mình gắn tiểu cảnh ha. Nhìn cây rất là quái ạ. Đây. Dạ rồi em xuống cây ạ. Khiên bỏ đâu. Dạ tiếp theo mã này là mã A2 hết cô chú anh chị. Đây là một cây bằng lăng ạ. Đây. Bằng lăng này về cô chú anh chị ghép với tường vi ha. Cây thần chậu sống khỏe nên cô chú anh chị an tâm về độ sống đi ạ. Dạ bằng lăng núi, bằng lăng này khai thác đó anh. Rồi cây có chiều cao lên tới mặt cắt ở đây là được khoảng 65 ạ. Đây. Tụi em có ghép mấy cái bo tường vi rồi nè cô chú anh chị ơi. Tường vi này, tường vi huyết long nè. Đây nó cũng đã dính dính này nè. Đó. Ở đây cũng có ghép tường vi rồi nè. Về cô chú anh chị ghép thêm ha cho cây nó có nhiều bông đẹp hơn ạ. Rồi để em đo tổng cái hoành hoành đế cho nguyên một cái cụm như vậy cho cô chú anh chị gõ ha. Là được khoảng 97 ạ. Đây.
cây có bị lũa ở đây nè anh ơi, mà rất là cứng luôn ha. Đây là vết lũa tự nhiên ha. Đây, cây này là hàng khai thác à. Rồi mã số A2 ha. Một cây bằng lăng em bao ship toàn quốc với giá là 1,3 triệu ạ. Khi ship thì em cũng không có ship chậu, em cũng bó bầu hết cô chú anh chị. Đây, cây sống khỏe thần chậu ạ. Rồi em xuống cây luôn ạ. Dạ, tiếp theo em có một cây kim quýt nha cô chú anh chị. Đây, kim quýt này kim quýt green không có ghép mà tụi em đã tháo dây ra hết rồi. Về cô chú anh chị trồng vô chậu chơi đi ha. Kim quýt thì có trái, mình có thể ăn rồi chị bệnh ho ha cô chú anh chị. Rồi, cây này có chiều cao được khoảng 25 ạ. Đây, có tán dài là 56 ạ. Form toàn rất là ấm này ha cô chú anh chị. Tụi em đã tháo dây ra rồi. Cây nó thuần chậu luôn ạ. Đây là mã A3 ạ. Để em đo cái hoành thân ạ. Hoành thân của cây được khoảng 22 ạ. Em nghiêng ở trong cho cô chú anh chị xem ha. Cây này giá 850.000 em bao ship ạ. Cây có trái này nè hả cô chú anh chị. Đây nè, trái đây nè. Về nhà cô chú anh chị trái nhiều hơn ạ. Trái này nó còn sống á cô chú anh chị, nó màu xanh, khi chín thì nó màu đỏ ạ. Rồi A3 850.000 cây kim quýt ạ. Dạ, tiếp theo là mã A4 ạ. Đây là một cây trang đỏ lá nhỏ hay còn gọi là mẫu đơn hết cô chú anh chị. Đây, cây cũng thuần chậu luôn ạ. Rồi để em đo thông số cho mình ạ. Cây có chiều cao được khoảng 49 ạ. Có tổng tán dài là 92 ạ. Tán ngang tương đối là 70 ạ. Cây đang cho hoa rất là nhiều hết cô chú anh chị. Đây, nụ thì cũng còn nhiều lắm ạ. Trang đỏ lá nhỏ hết cô chú anh chị. Đây, cây này là rất là già cây luôn ạ. Rồi để em đo cái hoành thân của cây ạ. Hoành thân của cây được khoảng 14 ạ. Cây có nguyên một cái bộ đế ha. Bộ đế, tổng hoành đế là được khoảng 83 ạ. Đây, rồi nguyên một cái bộ đế luôn. Xương tàn nè cô chú anh chị nhìn ha, cốt cành gì rất là lớn luôn, cây già cây lắm rồi ạ. Rồi mã A4 ha, em bao ship toàn quốc với giá là 2,5 triệu ạ. Khi ship thì tụi em cũng không có ship chậu hết cô chú anh chị. Đây, đây là trang đỏ lá nhỏ mã A4 2,5 triệu hết cô chú anh chị. Cây là già cây dữ lắm luôn ạ. Đây, rồi em xuống cây luôn ạ. Cái nào cô chú anh chị không gõ liên hệ số điện thoại em ha, để em hỗ trợ chụp hình thêm cho mình ạ. Đây, đây là mã A5 hả cô chú anh chị. Đây là một cây ổi tàu ạ. Đây, rồi để em đo thông số cho mình ha. Dáng này dáng đổ luôn ạ. Nó hơi đổ đổ. Rồi cây có chiều cao lên tới đây được khoảng 50 ạ. Tán ngang tương đối thì là 60 ạ. Tổng tán dài là 90 ạ. Cây phơm tàn rất là ấm ha cô chú anh chị, hiện cây cho trái rất là nhiều luôn ạ. Đây, trái nhiều lắm rồi cô chú anh chị ơi. Trái này nó còn lớn nữa ha, lớn bằng đầu ngón chân nha, lớn như ổi xẻ nữa. Rồi ăn thì chua chua ngọt ngọt, cũng có mùi thơm ha. Đây, rồi để em đo hoành thân của cây ổi ạ. Hoành thân của cây ổi là được khoảng 19 ạ. Đây, cây ổi tàu A5 ha, có giá 2,3 triệu em bao ship ha cô chú anh chị. Cây cũng em cũng không có ship chậu, em bó bầu hết ạ. Cây cốt cành cắt là già rồi. Đây, em nghiêng cho cô chú anh chị nhìn cho rõ ha. Cây trái rất nhiều luôn á cô chú anh chị ơi. Đây, mấy cái trái này khi ship nó có thể rụng á. Về nhà cô chú anh chị nó cho trái lại nên yên tâm đi ha cô chú anh chị. Rồi em xuống cây luôn ạ. Dạ, tiếp theo là mã A6. Em có một cây me chua luôn ạ. Cây me này có giá là 1,4 triệu hai cô chú anh chị. Cây nhà em bán đều bao ship cho mình hết ạ. Và bao sống luôn ạ. Cây thì có chiều cao được khoảng 46 ạ. Tổng tán dài là 64 ạ. Phơm tàn rất là ấm luôn ạ. Cái này về mình trồng vô cái chậu lớn á, cây nó có sức á, nó sẽ cho trái hả cô chú anh chị. Me chua ạ. Đây, rồi để em đo cái hoành thân ạ. Hoành thân cây cũng là 19 ạ. Đường thân nè cô chú anh chị nhìn ha, rất là co lắc luôn ạ. Đây, dáng lông ha, đường thân rất là co lắc, cốt cành thì nó già hết rồi. Tụi em cũng đã vô dây hoàn thiện cho mình hết rồi ha. Đường thân rất là đẹp ạ.
Cây này là mã A6 đó cô chú anh chị, có giá là 1,4 triệu em bao ship ạ. Rồi em xuống cây luôn ạ. Rồi tiếp theo là mã A7 nha. Đây là cần thân ghép cam Mỹ ạ. Đây. Cái này về mình sang cái chậu đẹp á, cái mình trồng á, nhìn cái cây nó đẹp hơn ha. Còn cây này á, mà cô chú anh chị có chốt thì tụi em bó bầu ạ. Cây A7 cần thân ghép cam Mỹ có chiều cao là được khoảng 46 ạ. Tổng tán dài là 30, tổng tán ngang là 33 ạ. Đây. Cây đang cho bông hết cô chú anh chị, chuẩn bị cho trái nè. Đây nè, cho bông nè. Rồi để em đo cái hoành đế ở đây ha. Hoành đế ở đây được khoảng 34 ạ. Hoành thân của cây cần thân đi. Hoành thân thì được khoảng 11 ạ. Cây A7 là 1,3 triệu em bao ship hết cô chú anh chị. Những cái mắt ghép thì nó liền lạc hết rồi. Đây. Rồi em xuống cây luôn ạ. Dạ tiếp theo là A8 cần thân ghép cam Mỹ. Cây này có giá là 1,4 triệu ha. Cây này thì cho trái rất là nhiều rồi ạ. Cây có chiều cao lên đây được khoảng 45 ạ. Tổng tán dài là được khoảng 37 ạ. Cây cho trái nhiều lắm hả cô chú anh chị. Những cái trái này nó còn lớn nè. Đây. Trái như gì nó còn lớn lắm đó cô chú anh chị. Lớn cỡ bằng trái chanh của mình vậy ha. Lớn hơn nữa. Hoành thân đi. Hoành thân của cây cần thân là 17 ạ. Rồi em đo cái hoành đế dưới đây được khoảng 24 ha. A8 thì là 1,4 triệu em bao ship ha. Cần thân ghép cam Mỹ ạ. Cây này rất là đẹp luôn. Rồi trái thì cũng nhiều nữa. Rồi em xuống cây luôn ạ. Bữa nay em cũng được một cặp sâm trái nha cô chú anh chị. Đây. Cây này là mã A9 ạ. A9 sâm trái, cây đang cho trái rất là nhiều luôn rồi cô chú anh chị ơi. Đây. Cây có chiều cao lên đây được khoảng 41 ạ. Cây tàn đổ ha. Tổng tán dài em đo như gì được khoảng 90 ạ. Rồi. Có tán ngang tương đối là 43 ạ. Em xây rồi em đo cái hoành thân cho cô chú anh chị ha. Cây thì rất là già cây rồi. Sâm trái à, đang cho trái thì cái lượng trái trên cây cũng nhiều. Thế cô chú anh chị về nhà mình á, mình trồng thời gian trong chậu đẹp nữa, cây nó sẽ cho trái bự hơn nữa ạ. Rồi để em đo cái hoành thân ha. Hoành thân của cây là ngay 14, em tính 13 thôi hết cô chú anh chị. Đây ngay 14 luôn ạ. Đây là mã A9 nè. Cây này có giá 2,9 triệu em bao ship luôn ạ. Đây. Cây già cây lắm cô chú anh chị nhìn cho kỹ ha. Này, lên nu luôn ạ. Trái trên cây là nhiều lắm rồi ạ. Rồi em xuống cây ạ. Cây này là A10 hết cô chú anh chị, cũng là sâm trái ạ. Cây này cũng có trái luôn rồi ạ. Đang cho trái luôn ha. Cây này là A10 ạ. Rồi để em đo cái hoành thân. Hoành thân cây là chiều cao là được khoảng 27 ạ. Tổng tán dài là 70 ạ. Tán ngang là 46 ạ. Đây, nè cây đang cho trái ở đây nè hả cô chú anh chị. Cây này về nhà mình cũng có trái nữa. Rồi, em xây ha. Phơm tàn rất là ấm rồi, cây phải nói là già cây dữ lắm hả cô chú anh chị. Đây. Rồi để em đo cái hoành thân của cây ạ. Hoành thân của cây, cây này em đo dính nhiêu cục này thì được khoảng 15 ha. Rồi xích xích xuống đây thì được khoảng 14 hả cô chú anh chị. Cây có đế luôn ạ. Cây này A10 có giá là 2,8 triệu em bao ship luôn ạ. Rồi. Em nghiêng cho mình ha. Tụi em vô dây hoàn thiện à. Cây già lắm ạ. Rồi em xuống cây luôn ạ. Cái nào không rõ cô chú anh chị có thể liên hệ số điện thoại em để em hỗ trợ chụp hình cho mình ha. Còn cô chú anh chị nào ở gần á, thì lợi dựa cây em ủng hộ em ha. Em bớt tiền ship cho mình á. Dựa cây em ở gần trạm thu phí ông Môn ạ. Tiếp theo là em lên sâm hương ha. Cây này là A11 có chiều cao là 34 ạ. Có tán dài là 55 ạ. Sâm hương thì mình chơi dáng thế của cây với cái lá sâm hương rất là thơm hả cô chú anh chị. Đây. Rồi để em đo cái hoành thân cây ha. Hoành thân của cây sâm hương này được khoảng 30 ạ. Đây. A11 có giá là 1,5 triệu em bao ship ha. A11 là sâm hương là 1,5 triệu em bao ship ạ. Đây cốt cạnh rất là già luôn ạ. Mặt cắt ở đây nè liền hết cô chú anh chị. Rồi em xuống cây ạ. Dạ tiếp theo A12 ha. Sâm hương luôn. Cây này có giá 1,3 triệu ạ. Cây có chiều cao được khoảng 30 ạ. Có tán dài là 45 ạ. Đây.
đang ra lá non. Cô chú anh chị lá này mình về mình chịu khó mình lặt lại đi, đừng cho lá nó nhỏ nhỏ, đừng cho nó đẹp hơn hết cô chú anh chị. Cây này có hoành thân em đo nghe eo được khoảng 21 ạ. Tổng hoành đế đế đều lắm hết cô chú anh chị. Đế chắc cỡ khoảng 40 mấy ạ. Rồi cây này A12 là 1,3 triệu em bao ship luôn hết cô chú anh chị. Xăm hương ạ. Lá rất là thơm luôn, em cũng nghiêng cho cô chú anh chị xem cốt cành ạ. Rồi em xuống cây luôn ạ. A13 cây này là xăm hương luôn, có giá là 1,1 triệu ạ. Xăm hương Đài Loan hết cô chú anh chị. Này. Cây có chiều cao được khoảng 28 ạ. Có tán dài là 47 ạ. Đây, đây là A13. Nhớ chốt đúng mã giùm em để em gửi đúng cây mà cô chú anh chị đã chọn ha. Đây. Cây có hoành thân ngay đây là gần 19, em tính 18 đi ha cô chú anh chị. Em hảo hảo cái hoành đế cho mình ha. Hoành đế là được khoảng 46 ạ. Đây. Đế rất là đều luôn ạ. A13 thì là 1,1 triệu ạ. Đây. Xăm hương Đài Loan ha. Về cô chú anh chị ép chậu hết cho em đi, cây nó thuần chậu lâu lắm rồi nên cô chú anh chị an tâm về đậu sống đi ha. Rồi em xuống cây luôn ạ. Rồi hết xăm hương em lên linh sam ha. Đây là linh sam sông Hinh ạ. Cây này là A14 ạ. Đây là tàn đa dáng làng ha. Tàn đa rất là nhiều thân ạ. Cây có chiều cao được khoảng 25 ạ. Phơm tàn rất là ấm luôn. Rồi tán dài là 47 ạ. Phơm tàn ấm lắm này hả cô chú anh chị, cốt cành cũng lớn luôn ạ. Cây có hoành thân ở đây em đo được khoảng 25 luôn ạ. Em nghiêng nghiêng cho mình coi ha, tụi em làm kỹ lắm hả cô chú anh chị. Vô dây hoàn thiện hết rồi ha. Đây, về cái này sang chậu đẹp cây sẽ đẹp hơn ha. A14 thì là 1,3 triệu ạ, linh sam sông Hinh ạ. Rồi em xuống cây ạ. Cây này A15 ha, cây này cũng có giá là 1,3 triệu ạ, cũng là linh sam sông Hinh ạ. Những cây này về cô chú anh chị trồng vô cái chậu đẹp cây nó sẽ lên giá trị hơn ạ. Cây này có chiều cao được khoảng 23 ạ. Có tổng tán dài là 57 ạ. Tán ngang là 39 ạ. Đây. Cây phơm tàn rất là ấm hết cô chú anh chị. Linh sam thì mình rất là dễ trồng luôn á. Cái hoành thân đi hết cô chú anh chị, hoành thân là được khoảng 20 ạ. Đây. Em nghiêng cho mình xem ha. Tụi em làm kỹ lắm, vô dây nó hoàn thiện hết ha. Về trồng vô chậu đẹp ha. Rồi A15 cũng là 1,3 triệu ha cô chú anh chị, cũng là linh sam sông Hinh ạ. Tiếp theo em lên A16 ha. Cây này linh sam sông Hinh luôn, bữa nay em được 5 cây ha. Cây này thì có giá 1 triệu đồng ạ. Linh sam nhà em bán đều là thuần chậu hết ha cô chú anh chị. Nuôi cắt giật cũng 2-3 mùa ha. Rồi cây này có chiều cao được khoảng 36 ạ. Có tán dài là 49 ạ. Cốt cành nó mới lớn như vậy hả cô chú anh chị. Đây. Rồi để em đo cái hoành thân ở đây. Hoành thân ở đây được khoảng 28 hả cô chú anh chị. Cây này là A16 là 1 triệu đồng em bao ship luôn ạ. Đây. Cũng là linh sam sông Hinh ha. Cái này về cô chú anh chị cứ sang chậu cho em ha. Rồi em xuống cây ạ. Linh sam thì trong quá trình ship á, vài ngày nó có thể vàng rụng lá, về nhà cô chú anh chị thì nó sẽ cho đọt non rồi cho bông bình thường ha. Còn cô chú anh chị nào muốn có bông á, thì mình cứ cắt nước cho em 3 đến 5 ngày đi ạ. Tiếp theo là A17 linh sam sông Hinh. Cây này có chiều cao được khoảng 35 ạ. Có tán dài là 47 ạ. Em đo cái hoành thân nha, hoành thân cây được khoảng 27 ạ, ngay 27 luôn ạ. A17 thì 900 ngàn em bao ship ạ. Đây. Rồi em xuống cây hết cô chú anh chị. Cái nào không gõ thì liên hệ số điện thoại của em ạ. A18 nha, cũng là linh sam sông Hinh ạ. Cây này đế rất là nở ạ. Cây có chiều cao được khoảng 32 ạ. Có tán dài là 52 ạ. Phơm tàn ấm lắm nha cô chú anh chị. Cây có hoành thân được khoảng ngay 31 luôn hết cô chú anh chị. Này, rồi em nghiêng nghiêng cho mình xem nha. Đây là A18 1,1 triệu em bao ship. Cây nhìn rất là lực ha. Này, rồi em xuống cây luôn ạ. Rồi hết linh sam rồi em lên cần thân hết cô chú anh chị. Đây là A19 nha. Đây là cần thân thì mình chơi phong thủy cần cù thân tiến ạ. Cái này về mình sang chậu cây đẹp hơn hết cô chú anh chị.
Cây này có chiều cao được khoảng 41 ạ. Có tán dài là 51 ạ. Rồi, để em đo cái hoành thân của củ hoành thân. Hoành thân của cây hoành thân là 17 ạ. Rồi. Hoành cũ là được khoảng 41 hả cô chú anh chị. Rồi, rồi đây là A19 nha, 1 triệu 3 ạ. Cần thân ạ. Cây này thì là 1 triệu 3 em bao ship luôn ạ. Rồi em xuống cây luôn ạ. Này là A20 cũng là cần thân ha. Cây này thì có giá 1 triệu 2 ạ. Mẫn cây cần thân này dáng quái không hết cô chú anh chị. Cây có chiều cao được khoảng 41 luôn ạ. Có tán dài là 41 luôn ạ. Lá nó vàng vàng á, là nó hết phân á, về cô chú anh chị á, sang chậu ha. Để trong mát giùm em ít tưới nước lại ha. Rồi cây nó xanh ra. Rồi cây có hoành thân là 15 luôn hết cô chú anh chị. Em đo nguyên một cái hoành đế đi. Hoành đế cây này được khoảng 44 ạ. Rồi. Còn cây cũ á, thì được khoảng 33 ạ. Cây này có giá là 1 triệu 2 ạ. Đài A20 1 triệu 2 ạ. Cần thân hết cô chú anh chị. Rồi em xuống cây luôn ạ. Cái nào cô chú anh chị không rõ có thể liên hệ số điện thoại của em để em hỗ trợ chụp hình cho mình ha. Tiếp theo là A21 ha. Em có hai cây mai chiếu thủy trung nu ạ. Cái này là để bàn hết cô chú anh chị. Cây có chiều cao được khoảng 17 ạ. Có tán dài là 27 ạ. Hoành cũ là được khoảng 22 hết cô chú anh chị. 22. Cây này có giá 1 triệu đồng ạ. A21 ạ. Mai chiếu thủy ạ. Rồi. Dạ rồi. Em xuống cây luôn ha. Rồi A22 ha. Cũng là mai chiếu thủy trung nu ạ. Rồi. Cây có chiều cao được khoảng 20 ạ. Tán dài là 32 hết cô chú anh chị. Đây, phơm tàn rất là ấm luôn ạ. Hoành thân là được khoảng 17 ạ. Em hảo hảo cái hoành cũ cho cô chú anh chị gõ ha. Hoành cũ được khoảng 21 ạ. Đây là A22 ha. Cây này thì có giá 1 triệu mốt em bao ship luôn ạ. Đây, cây rất là già cây ạ. Thân thì nu luôn ạ. A22 1 triệu mốt em bao ship ạ. Rồi em xuống cây ạ. Cô chú anh chị mua cây nhà em cũng biết rồi ha, cây nào nằm trong chậu xi măng thì tụi em không có ship chậu ha, còn trong chậu kiểu thì em ship hết, với trong những cái giót đen như gì thì em sẽ ship cho mình ạ. Cây nhà em đều là thuần chậu hết nên cô chú anh chị an tâm về độ sống đi ha. Rồi tiếp theo là em lên ổi tàu mà dạng mini nhỏ ạ. Cây này là mã A23, có chiều cao được khoảng 24 ạ. Cây này dáng rất là đẹp luôn á cô chú anh chị ơi. Rồi cây này có chiều dài là được khoảng 39 ạ. Tán dài ha. Phơm tàn ấm hết rồi. Dòng ổi này thì cho trái rất là nhiều nên cô chú anh chị an tâm đi ha. Cây này thì hiện đang cho bông luôn ạ. Cây ổi này có chiều hoành thân được khoảng 18 ạ. Đây. Đây là A23, cây này có giá 1 triệu mốt em bao ship ha. Đây. Những cây ổi này về cô chú anh chị cứ sang chậu cho em ha. Cây đẹp lắm ạ. Rồi, A23 1 triệu mốt ạ. Em xuống cây ạ. Dạ, tiếp theo là A24 ạ. Cây này cũng có giá là 1 triệu mốt ạ. Cây có chiều cao được khoảng 27 ạ. Có tán dài là được khoảng 50 ạ. Rồi. Phơm tàn ấm hết rồi, hiện cây đang cho bông cho trái nhiều hết cô chú anh chị. Cây đều là thuần chậu hết ạ. Cây này có hoành thân được khoảng 20 ạ. Đây là A24 cũng có giá là 1 triệu mốt ạ. Cây dáng mini không mà rất là đẹp ạ. Cốt cành thì già, đế thì có luôn ạ. Rồi em xuống cây luôn hết cô chú anh chị. Cái nào không gõ cứ liên hệ số điện thoại em ha, để em hỗ trợ chụp hình cho mình nè. Rồi A25 ha, cây này thì có giá là 1 triệu đồng ạ. Cây này thì có chiều cao được khoảng 26 ạ. Có tổng tán dài là 62 ạ. Cây này là đang cho bông rất là nhiều rồi cô chú anh chị ơi, động trái lai gai rồi ha. Rồi, phơm tàn thì rất là ấm luôn ạ. Ổi này em bán chạy lắm hết cô chú anh chị. Đây. Cây này có chiều cao được khoảng 20, ủa có hoành thân là 20 ạ. Đây. Rồi em nghiêng cho mình xem ha. Cốt cành của cây rất là già. A25 là 1 triệu đồng ạ. Rồi em xuống cây luôn ạ. Tiếp theo là cây A26 ha. Cây này có giá 900 ngàn luôn ạ.
Cây có chiều cao được khoảng 35 à. Có tán dài là 57 à. Đây. Đây là ổi tàu hả cô chú anh chị? Đây. Cái giống ổi này là cho trái rất là nhiều luôn ạ. À. Cây có hoành thân được khoảng 18 à. Đây, cây này là A26 900.000 ạ. À. Đây. Cây nào cũng có đế hết về cô chú anh chị chồng có thể khai thác đế thêm giùm em ha. Rồi em xuống cây luôn ạ. À. Rồi tiếp theo là em lên bằng lăng mà dạng mini nhỏ nhỏ hả cô chú anh chị. Em còn ba củ em bán giá mềm cho cô chú anh chị về chơi với tiểu cảnh không ơi, ghép với tường vi ha. Cây này chiều cao lên tới phôi là được khoảng 26 à. Cây là thuần chậu sống khỏe nên cô chú anh chị an tâm về độ sống đi ha. Tổng cái hoành củ được khoảng 46 à. Cây lũa trong đây hả cô chú anh chị. Rồi cây này thì 300.000 em bao ship à. A27 ha, 300.000 em bao ship à. Lũa trong thân này ạ. À. Về mình chơi lũa nghệ thuật hay là mình gắn tiểu cảnh gì vô cũng rất là đẹp ha. Cây nó thuần chậu nè, cô chú anh chị an tâm đi ha. 300.000 em bao ship rễ là ra hết luôn ạ. À. A27 à. Rồi em bán hai cái cây này là 500.000 bao ship luôn hả cô chú anh chị. Đây là mã 2A28 nha. Hai củ bằng lăng nhưng gì 500.000 em bao ship luôn ạ. À. Cây có chiều cao được khoảng 23 ạ. À. Hai củ này rất là đẹp luôn. Rồi có hoành, có tổng cái hoành củ như vậy là được khoảng 31 ha. Đây. Cây bên đây thì chiều cao là 26 ạ. À. Tổng cái hoành củ là 34 à. Còn lũa thân ha, đây là hàng khai thác thiên nhiên nên nó có lũa cũng không có sao đâu hết cô chú anh chị. Mình chơi lũa nghệ thuật cũng được. Cây đều là thuần chậu hết nên cô chú anh chị an tâm về độ sống đi ha. Mã A28 ha là 500.000 em bao ship. Đây cũng là mã cuối clip của cây cảnh Quy Hoàng ngày hôm nay. Em rất là chân thành cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã ủng hộ cây cảnh nhà em trong thời gian qua. Em xin chào tạm biệt và em hẹn lại clip sau ạ. À.